Thưa quý vị, và những ngày qua trên khắp các diễn đàn của mạng xã hội đang dậy sóng với những thông tin về các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như là IELTS hay TOEFL, PTE, đến các kỳ thi năng lực tiếng Nhật, tiếng Hoa đều bị tạm hoãn, và lỡ tốt nghiệp, lỡ kế hoạch du học hay là lỡ xin việc là những vấn đề mà người đăng ký dự thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế gặp phải khi mà kỳ thi bỗng dưng lại tạm dừng. Vậy thì đâu là lý do mà các đơn vị dừng tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ? Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo thanh tra kiểm tra các hoạt động quản lý liên quan và liên kết đến tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài là nên hay là không nên? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Không nhắc đến các chứng chỉ ngoại ngữ khác, thì hàng năm có trên 2 triệu thí sinh thi IELTS với mục đích du học, định cư hay xin việc làm. IELTS có hơn 11.000 cơ sở đào tạo và công nhận tổ chức tại 135 quốc gia. Tại Việt Nam, mặc dù chưa có số liệu thống kê, nhưng theo khảo sát mỗi năm, có đến khoảng hàng trăm ngàn người dự thi cấp chứng chỉ IELTS. Đầu tháng 11 cũng là thời điểm nhiều học sinh bắt đầu nộp hồ sơ du học, nên việc dừng tổ chức các kỳ thi này đã khiến cho nhiều học sinh hoang mang. Đối với em, cái việc mà hoãn lại kỳ thi IELTS này thì đối với một số người có lẽ là hơi cập giật một chút, bởi vì các bạn đã, những ai mà đã đăng ký thi vào tháng 11 mà bị hủy một cách bất chợt như này thì cũng là hơi khó với các bạn. Nếu cá nhân em là một thí sinh thì em chắc chắn là em sẽ rất là hoang mang và chối với, do cái quyết định này nó khá là đột ngột, đặc biệt là những bạn nào mà chuẩn bị thi vào tháng 11 sắp tới. Vậy các bạn cũng đã có một kế hoạch quyết định, nên là việc mà hoãn lại kỳ thi IELTS của bạn sẽ ảnh hưởng một phần không hề nhỏ trong kế hoạch của các bạn. Thực sự đây là một cái tin rất là sốc đối với các học sinh, đặc biệt là các cháu đang chuẩn bị nộp hồ sơ du học. Chúng ta biết là cái mùa du học Mỹ bắt đầu từ mùng 1 tháng 11 và cái đợt đầu tiên kết thúc vào ngày 15 tháng 11. Thế thì rất nhiều cháu có thể là trong thời gian này bắt đầu đi thi để lấy kết quả trong vòng 10 ngày tới, thì cái sự hủy các cái kỳ thi đột ngột như này cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến các cháu. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tạm hoãn tổ chức kỳ thi IELTS và tất cả các tổ chức cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đều phải tuân thủ. Bởi bên cạnh những mặt tích cực, việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam cũng còn nhiều vấn đề bất cập. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có những mặt hạn chế. Thể hiện rõ là trong quá trình làm thì việc mà tổ chức cái thi thì ở trong một số nơi mà cũng chưa thật sự đảm bảo điều kiện, cho nên cũng dẫn đến một số các cái tiêu cực mà báo chí cũng đã phản ánh, nhưng mà thi thì tràn lan, cơ sở vật chất thì còn chưa thật là đáp ứng được với yêu cầu của Việt Nam. Rồi thì một số những trường hợp như thi hộ hoặc là một số các vấn đề khác mà cần phải có sự quản lý với chặt chẽ hơn. Và chính vì vậy thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành cái thông tư 11 về việc là quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ của nước ngoài tại Việt Nam. Cái quy định này khá là cấp bách, cấp thiết, bởi vì hiện tại là chứng chỉ IELTS rất là cần cho tất cả mọi người, kể cả việc là đi học vào đại học chẳng hạn cũng cần chứng chỉ IELTS, thì mọi người thi rất là nhiều và nhu cầu rất là cao, do đó nên là có thể biến tướng, nên là cái việc này khá là cần thiết. Là một người có nhiều năm học tập và làm việc tại nước ngoài, luật sư nhà giáo Giang Nguyễn cho rằng việc học và thi được một chứng chỉ IELTS đòi hỏi một học sinh phải dành thời gian học tập ôn luyện nghiêm túc trong khoảng 3 năm. Và câu chuyện minh bạch trong các kỳ thi như thế này cũng cần phải được siết chặt hơn. Tôi nghĩ là nếu mà để đánh giá một cái kỳ thi vô cùng nghiêm túc thì tôi nghĩ là cái vấn đề về bảo mật, về an ninh, về kiểm soát nó sẽ phải ở một cái mức cao nữa. Thực sự là rà soát lại cái thị trường đen về thi cử. Thì tôi nghĩ là chỉ bằng những cái giải pháp nó mạnh mẽ như thế, cái sự cam kết nỗ lực của IDP, của Hội đồng Anh phải thực sự là chấn chỉnh lại. Được biết, việc một số tổ chức đơn vị thông báo dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là do các liên kết chưa làm hồ sơ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc dừng thi IELTS đột ngột nhằm tuân thủ các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc liên kết tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là vô lý. Bởi quyết định điều gì phải nghĩ đến quyền lợi của học viên, không nên tạo ra những bức xúc và lo lắng không đáng có cho học viên.